tàu sân bay khủng nhất của Trung Quốc lần đầu ra biển thử nghiệm. Sĩ quan Nga chia sẻ hành trình sống sót 28 ngày giữa vòng vây của đối thủ. Ông Biden đối mặt bài toán khó từ phong trào biểu tình phản chiến. Xin kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 1 tháng 5, tàu sân bay Phúc Kiến, được coi là tàu tiên tiến nhất và hoàn thành được thiết kế và chế tạo trong nước của Trung Quốc, đã bắt đầu các cuộc thử nghiệm đầu tiên trên biển sau khi rời bến tại nhà máy đóng tàu Giang Nam. Tàu sân bay này được giới thiệu công khai lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2022 trong số 3 tàu sân bay của Trung Quốc. Hai trong số đó là Sơn Đông và Liêu Ninh cũng được xây dựng trong nước. Sơn Đông đã hoạt động từ năm 2019, trong khi Liêu Ninh là tàu sân bay lớp Kuznetsov của Liên Xô, được mua từ Ukraine sau khi Liên Xô tan rã. Hải quân Trung Quốc thông báo rằng các cuộc thử nghiệm trên biển của Phúc Kiến sẽ đánh giá độ tin cậy và ổn định của hệ thống động cơ đẩy và năng lượng điện của tàu. Tàu sân bay được coi là một trong những thiết bị quân sự quan trọng nhất đang được nước này phát triển. Trung Quốc hiện có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới tính theo số lượng tàu. Tuy nhiên, hải quân Mỹ đang dẫn đầu về số lượng tàu sân bay với 11 chiếc cùng với 9 tàu tấn công đổ bộ chở máy bay. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự cho rằng Trung Quốc đang tiến bộ để thu hẹp khoảng cách này. Phúc Kiến là tàu sân bay của Trung Quốc được phát triển và xây dựng hoàn toàn trong nước, có trọng lượng lên đến hơn 80.000 tấn, chiều dài khoảng 316 m và chiều rộng trung bình 72 m. Tàu có khả năng chứa đựng 2.000 thủy thủ đoàn và 1.000 phi hành đoàn. Tàu sân bay Phúc Kiến được trang bị sàn đáp phẳng, 2 thang máy dành cho máy bay tiêm kích, 3 hệ thống phòng máy bay điện tử và 4 lớp cáp hãm đàm máy bay. Điều đặc biệt, đây là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị hệ thống phòng máy bay điện tử, tương tự như lớp tàu sân bay Ford của Mỹ. Phúc Kiến được trang bị động cơ tua bin hơi nước thông thường, kèm theo máy bay điện diesel. Tốc độ di chuyển ước tính của tàu là từ 30 đến 31 hải lý một giờ, tương đương khoảng 56 km/h. Theo các phương tiện truyền thông, Phúc Kiến có khả năng chở đến 60 máy bay, trong đó có 40 máy bay chiến đấu như J-15, cùng với trực thăng chống ngầm và máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không. Quá trình thử nghiệm trên biển của tàu sẽ kéo dài ít nhất một năm trước khi nó chính thức được đưa vào hoạt động vào năm 2025 hoặc 2026. Một câu hỏi được đặt ra là liệu tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc có thể đối đầu với USS Grand Effort, tàu sân bay mẫu hạm mới nhất của Hải quân Mỹ như thế nào? Mặc dù USS Grand Effort có kích thước lớn hơn với chiều dài 333 m và trọng lượng lên đến hơn 100.000 tấn, cũng như sử dụng năng lượng hạt nhân thay vì năng lượng thông thường như tàu Phúc Kiến, nhưng có một số khía cạnh mà Trung Quốc tuyên bố tàu của họ có ưu thế. Tính năng chính của Phúc Kiến bao gồm 3 máy phóng điện từ và hệ thống hãm, tương đương với USS Grand Effort. Tuy nhiên, tàu sân bay của Trung Quốc được miêu tả là sử dụng máy phóng điện một chiều, được cho là tiết kiệm năng lượng hơn và dễ tích hợp với các hệ thống lưu trữ năng lượng hơn so với 4 máy phóng điện xoay chiều trên USS Grand Effort. Tàu của Trung Quốc có thể được trang bị 3 máy phóng độc lập về nguồn điện, điều này không giống như tàu sân bay của Mỹ. USS Grand Effort không thể tắt nguồn cho một máy phóng riêng lẻ. Điều này có nghĩa là nếu cần phải sửa chữa, mọi hoạt động phóng sẽ phải tạm dừng. Tàu Phúc Kiến được cho là sử dụng động cơ đẩy điện tích hợp được hỗ trợ bởi máy phát điện hơi nước. Điều này được cho là mang lại khả năng phân phối điện rất linh hoạt và giảm mức tiêu thụ năng lượng tổng thể của tàu. Tuy nhiên, các tàu sân bay Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân nên tầm hoạt động không bị hạn chế. Trong khi đó, tàu Phúc Kiến chạy bằng nhiên liệu thông thường, nghĩa là nó phải ghé cảng hoặc phải được tiếp nhiên liệu ngay trên biển. Tháp điện tử tích hợp đa chức năng của Phúc Kiến được cho là đi trước cấu hình truyền thống của Ford. Hệ thống radar của tàu Trung Quốc nhỏ gọn hơn, giảm thiểu sự can nhiễu hoặc ảnh hưởng lẫn nhau giữa các cảm biến. Thiết kế tối giản của tháp chỉ huy trên tàu Phúc Kiến được làm bằng vật liệu composite màu xám trên trung tâm chỉ huy, dấu anten và cảm biến. Giữa bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine đang có những diễn biến căng thẳng, binh sĩ của cả hai bên đều phải đối mặt với những khó khăn trên chiến trường. Sĩ quan này đã tiết lộ nhiều câu chuyện, đặc biệt về cách họ đã vượt qua để sinh tồn trong hoàn cảnh bị bao vây bởi đối thủ. Chỉ huy 50 tuổi của tiểu đoàn bộ binh cơ giới số 2 thuộc trung đoàn Leningrad 1486 cho biết, binh lính của AFU xuất hiện ở khắp mọi nơi. Việc đơn vị của ông vẫn còn có thể sống sót phụ thuộc lớn vào sự hỗ trợ kịp thời của pháo binh Nga, ngăn chặn những đợt tấn công áp sát từ AFU. Dù gặp phải lực lượng đối thủ mạnh mẽ, nhưng không có binh sĩ Nga nào bỏ chạy kể cả những người bị thương. Sĩ quan Zmei cũng bị thương và tự băng bó tại chỗ. Sĩ quan Zmei nhớ lại. Pháo binh địch liên tục nhắm vào chúng tôi. Xe tăng địch cũng tiến tới và xả đạn. Mọi người tự băng vết thương bằng thạch cao. Chúng tôi không có dụng cụ để khâu vết thương. Không chỉ vậy, nhóm chiến đấu Nga còn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước.
mọi người phải cắt cử nhau để lấy nước từ một chiếc hồ gần đó và mọi hành động đều phải được thực hiện một cách cẩn thận. Mỗi sai lầm đều có thể đe dọa đến sinh mạng. Nhờ việc ẩn náu sâu trong hậu phương của AFU, nhóm binh sĩ Nga đã tạo ra sự bất ngờ khi tiến hành phản công và kiểm soát các đoạn chiến hào của Ukraine từ phía sau. Sĩ quan Zmei cho biết, đối phương bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một số bỏ chạy hay tên bị bắt. Chúng tôi kiểm soát không chỉ một điểm chốt mà là sở chỉ huy của một đơn vị tiền phương. Theo lời của sĩ quan Nga, ông đã trải qua những cảm xúc sâu sắc nhất khi tiểu đoàn cực hữu Karaken bị đánh bại. Nhờ những chiến công đó, chỉ huy của đơn vị chiến đấu đã được trao tặng hai huân chương dũng cảm. Sĩ quan Zmei chia sẻ rằng những thành tựu đó đã được nhờ vào sự phối hợp xuất sắc của tất cả các lính trong đơn vị. Trước đó, chỉ huy của một trong những nhóm chặn hậu của lực lượng đặc biệt Akhmat với biệt danh Kipchak đã tự thoát ra khỏi một tình trạng hỗn loạn hơn 14 giờ sau cuộc tấn công của AFU chỉ với một chiếc dao. Binh sĩ Kipchak sau khi hoàn thành nhiệm vụ sơ tán những người bị thương khỏi vòng vây đã đi sau trận hậu, anh kể lại. Nhiệm vụ chính của tôi là kéo những người bị thương ra ngoài, nhưng vì bị pháo kích nên các đồng đội của tôi không thể hỗ trợ. Tôi đã phải tự đào bới, tôi chỉ mang theo một con dao. Mặc dù kiệt sức và bị choáng, nhưng Kipchak vẫn có khả năng tự giúp mình và những người bị thương khác rút lui thành công. Về tình hình trên chiến trường hôm 1 tháng 5, quân đội Nga đã kiểm soát được các vị trí đầu tiên ở Akhmansk. Cuộc tiến công này đã khiến quân đội Ukraine bị kẹt giữa Akhmansk và Keramik. Trong khi đó, Nga tiếp tục giành thắng lợi ở Bắc Avdiivka, định hình mặt trận dọc theo khu định cư Ocheretino, Novoseluka. Hiện tại, ở ngoại vi Akhmansk, AFU vẫn kiểm soát một vài điểm cao quan trọng. Đây là khu vực có độ cao vượt trội khá thuận lợi cho việc phòng thủ. Để chuẩn bị tấn công, các bãi mìn xung quanh Akhmansk đã được phía Nga dọn dẹp. Sau khi giành quyền kiểm soát Ocheretino, Novokalinov và Keramika, lực lượng Moscow xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương và thực sự nắm quyền kiểm soát phần lớn ngôi làng. Việc truy quét và dọn dẹp các nhóm tàn quân rải rác của Ukraine ở ngoại ô vẫn tiếp tục. Khi các cuộc biểu tình chống chiến dịch quân sự tại giải Gaza lan rộng trên khắp nước Mỹ, đẩy Tổng thống Biden vào tình huống phải đối diện với nhiều thách thức về chính trị và ngoại giao. Trong bối cảnh này, ông Biden lên án sự vô pháp và việc các sinh viên kiểm soát các tòa nhà trường đại học, mạnh mẽ chỉ trích tư tưởng phân biệt chủng tộc Do Thái. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh quyền tự do biểu tình của sinh viên, ngay cả khi họ tỏ ra tức giận với ông và những chính sách mà ông đang thúc đẩy liên quan đến cuộc xung đột ở Gaza. Bên cạnh đó, Tổng thống Biden cũng phải đối mặt với thời điểm cực kỳ nhạy cảm trong cuộc xung đột, khi các quan chức chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy một kế hoạch ngừng bắn mới nhằm ngăn chặn chiến dịch quân sự của Israel và giải phóng các con tin từ Hamas. Kế hoạch này, nếu được thông qua, sẽ giúp làm dịu các cuộc giao tranh và phần nào giảm bớt căng thẳng liên quan đến tình hình biểu tình phản chiến trong nước. Với chỉ còn 6 tháng trước ngày bầu cử, các nhà quan sát đánh giá rằng những thách thức về chính sách nội và ngoại gặp phải đang tạo ra áp lực đặc biệt lớn cho Tổng thống. Nó buộc ông phải thể hiện khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, cứng rắn, trái ngược với hình ảnh gần gũi, đồng cảm mà Tổng thống Biden vẫn thường thể hiện trước công chúng. Trong khi đó, đội ngũ cố vấn trong chiến dịch tái tranh cử của ông đang chăm chú theo dõi diễn biến của các cuộc biểu tình, đặc biệt là tại các trường đại học, đặc biệt là ở các bang có tầm quan trọng trong cuộc bầu cử. Theo một số nguồn tin có hiểu biết về vấn đề, các cố vấn Nhà Trắng nhận thức sâu sắc về những hậu quả chính trị từ các chính sách ủng hộ Israel mà chính quyền Tổng thống Biden đã thể hiện. Tuy nhiên, họ vẫn hy vọng rằng tình hình khủng hoảng ở Gaza sẽ giảm bớt vào mùa thu trước khi người Mỹ đi bỏ phiếu. Một cố vấn cấp cao của Đảng Dân Chủ cho biết, không có bất kỳ giải pháp chính trị đơn giản nào cho vấn đề này. Nó bắt nguồn từ các quyết sách phức tạp vốn không có câu trả lời dễ dàng. Tổng thống Biden đã từng thừa nhận với các đồng minh rằng một trong những nỗi lo lớn nhất của ông là tác động tiêu cực từ các vụ hỗn loạn xảy ra tại các trường đại học và thành phố trên toàn quốc do các phong trào biểu tình phản chiến gây ra. Ngày 1 tháng 5, sinh viên tham gia biểu tình đã phá vỡ cửa kính và xông vào hội trường Hamilton của Đại học Columbia để phản đối chiến sự ở giải Gaza. Buộc cảnh sát chống bạo động phải triển khai chiến dịch truy quét và bắt giữ khoảng 300 người tại Đại học Columbia và Đại học thành phố New York. Cùng ngày, hàng nghìn cảnh sát được triển khai đến các trường đại học trên khắp quốc gia để đối phó với các cuộc biểu tình. Cho đến nay, ông Biden vẫn tránh đề cập trực tiếp đến tình hình bất ổn đang lan rộng tại một số trường đại học. Trong một sự kiện vào ngày 22 tháng 4, Tổng thống Mỹ đã lên án chủ nghĩa bài Do Thái và những người không hiểu rõ tình hình về người Palestine nhưng không nhắc đến trực tiếp về các cuộc biểu tình. Đây là nhận định công khai gần nhất của ông về vấn đề này. Từ đó tới nay, Tổng thống Biden luôn tránh né các câu hỏi về các cuộc biểu tình và quan điểm của Nhà Trắng về tình trạng bất ổn được truyền đạt thông qua người phát ngôn và tuyên bố bằng văn bản. Ngày 1 tháng 5, Nhà Trắng đã cố gắng dập tắt các ý kiến phản đối về sự im lặng của Tổng thống bằng cách nhấn mạnh việc ông lên án chủ nghĩa bài Do Thái.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre tuyên bố, không có tổng thống nào lên tiếng mạnh mẽ hơn về việc chống chủ nghĩa bài Do Thái hơn tổng thống hiện nay. Bà Jean-Pierre khẳng định, tổng thống Biden sẽ có bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ của bảo tàng tưởng niệm Holocaust Mỹ vào ngày 7 tháng 5, nhằm thảo luận về nghĩa vụ đạo đức của chúng ta trong nỗ lực chống lại những tai họa từ việc chủ nghĩa bài Do Thái ngày càng lan rộng. Tuy nhiên, không có thông tin cụ thể nào được tiết lộ về biện pháp cụ thể mà chính quyền đang thực hiện để đối phó với các cuộc biểu tình trong khuôn viên của trường đại học. Ngày 30 tháng 4, các quan chức Nhà Trắng đã lên án mạnh mẽ việc một nhóm biểu tình kiểm soát một tòa nhà tại Đại học Columbia, cho rằng hành động của sinh viên đã vượt quá giới hạn. Trong một tuyên bố phát ra nhân dịp tháng di sản người Mỹ gốc Do Thái, Tổng thống Biden cũng chỉ trích sự gia tăng đáng kể của chủ nghĩa bài Do Thái tại các trường đại học và các địa điểm khác. Viết trong tuyên bố, Tổng thống Biden nhấn mạnh, những hành động này thật đáng khinh bỉ và lặp lại những chương tồi tệ nhất trong lịch sử loài người. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng thù ghét không bao giờ biến mất. Tuy nhiên, các đối thủ chính trị đã sử dụng những hình ảnh về bạo lực tại các trường đại học và sự im lặng của Tổng thống Biden để chỉ trích ông đã không xử lý tình hình một cách đầy đủ. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với kênh Fox News tối 30 tháng 4, cựu Tổng thống Donald Trump nhận xét, ông Biden được cho là tiếng nói của đất nước chúng ta, và chắc chắn đó không phải tiếng nói lớn, đó là tiếng nói mà không ai nghe thấy. Bà Lauren Heath, người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden, đã phản bác bằng cách nhấn mạnh rằng cựu Tổng thống Trump mới là người có tiền sử kích động bạo lực. Bà cho biết, trong khi ông Donald Trump tự hào đứng về phía những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và khuyến khích đàn áp bạo lực đối với những người biểu tình ôn hòa, ông Joe Biden lại bảo vệ tu chỉnh án thứ nhất của chúng ta và tăng cường các biện pháp bảo vệ chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và bài Hồi giáo. Các quan chức chính quyền Biden cho hay họ đang cảnh giác theo dõi các cuộc biểu tình trong trường đại học, mặc dù chưa phát hiện ra tác nhân xấu nào trong số những người biểu tình. Và họ đã trao quyền quyết định về chính sách ứng phó cho từng trường và giới chức địa phương. Khi được hỏi về khả năng cử vệ binh quốc gia đến để dập tắt các cuộc biểu tình, Nhà Trắng tuyên bố quyết định đó thuộc về các thống đốc. Nếu các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn tới mùa thu, ông Biden có thể sẽ không được chào đón khi đến thăm các trường đại học, vốn từ lâu đã là một phần quan trọng trong nỗ lực thu hút cử tri trẻ tuổi. Tổng thống Biden có kế hoạch tổ chức hai buổi lễ phát bằng tốt nghiệp vào cuối tháng này tại Học viện Lục quân Mỹ ở West Point và Đại học Morehouse ở Atlanta. Nhiều sinh viên trường Morehouse đã phản đối việc ông có kế hoạch phát biểu tại đây. Một số đồng minh của Tổng thống dự đoán sẽ có biểu tình khi sự kiện diễn ra.